Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cách uống ống mà không cần đến hơ lửa nha các bạn. Thì cái cách uống ống này nó cũng rất là đơn giản thôi. Đôi khi chúng ta cần uống ống mà theo ý của chúng ta, mà những cái lơ hay là những cái co ống ở bên ngoài người ta bán nó không có theo ý muốn của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uống ống theo ý muốn của mình nha các bạn. Rồi, ở đây mình có chuẩn bị sẵn khúc ống 21 dài khoảng 50 cm nha các bạn. Và hai cái nút bít 21 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thước mà mình đo cho cái độ mà để mình bẻ cho nó cong các bạn. Còn cái chỗ mà mình không bẻ mình sẽ để cho nó thẳng luôn, để nó không có bị mất méo nha các bạn. Rồi khúc ống này là 50 cm. Thì bây giờ mình sẽ lấy khoảng 25 cm nha các bạn. Mình sẽ đo khoảng 25 cm là giữ nguyên nó lại, không cho nó bị cong nha các bạn. Rồi ở khúc này thì chúng ta sẽ còn lại là 25 cm nha các bạn. Và chúng ta sẽ để 5 cm lại, không bẻ cong nha các bạn. Đó, thì từ ở cái mực này cho đến cái mực này là 20 cm, thì chúng ta sẽ bẻ cong trong cái phạm vi của 20 cm này nha các bạn. Rồi bây giờ để có thể mà bẻ được cái ống này á, thì chúng ta sẽ đi kiếm một ít cát khô nha các bạn, và chúng ta sẽ rang lên cho thật nóng và đổ vào trong đây. Và trước khi đổ vào cát nóng vào trong đây á, thì chúng ta cũng sẽ đổ một ít cát chưa rang vào trong đây nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đổ bằng cái mực ở đây, rồi từ ở đây thì chúng ta sẽ đổ cát nóng vô các bạn, và ở trên đây thì là cát chưa rang nha các bạn. Đó, như vậy chúng ta sẽ bẻ được cái khúc này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm cát. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ đổ một ít cát mà chưa có rang vô trong cái ống trước nha các bạn, như là cát nguội nha. Rồi ở đây là cái mực khúc ống hồi nãy mà chúng ta sẽ để nguyên lại, không có rang nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho cát nó không rớt ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ đổ cát vào trong đây sao cho nó bằng ở đây nha các bạn. Để làm sao mà mình biết được đó là cát nó đã tới đây rồi hay không á, thì mình sẽ kiếm một con dây điện nha các bạn, để mình để vô thử xem nó tới đâu rồi nha các bạn. Rồi, mình thấy nó nặng nặng nó tới đây rồi nha. Đó, rồi mình rút ra thử xem là tới đâu rồi. Đó thì nó cũng đã vừa đủ nha các bạn. Đây nha. Rồi đợi gì như vậy là được đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cát nóng mình bỏ vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ một ít cát khô vào trong đây để mà rang lên cho nó thật nóng nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ rang nó trong 15 phút nha các bạn. Rồi bây giờ thì cát nó đã nóng lên nha các bạn thấy nó, khi mà nó nóng lên rồi thì cái cát nó cũng sẽ thay đổi cái màu cát các bạn. Thì nó đã khô nước rồi cho nên là cái màu của nó sẽ trắng hơn là cát của lúc nãy nha các bạn. Rồi để tiện cho mình dễ làm á các bạn, thì bây giờ mình để trên bếp luôn nha các bạn, thì mình khỏi cần phải đem xuống, vì như vậy nó sẽ bị làm nguội cát nha các bạn. Rồi bây giờ mình đổ vô luôn đó, cát nóng hổi gì luôn đó. Giờ mình sẽ đậy nắp chỗ này lại. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cong nó lại nha các bạn. Rồi thì các bạn cũng đồng thời các bạn cũng sẽ dùng cái khăn ướt để mà bóp lại nha các bạn. Đó. Đó, các bạn cứ bóp như vậy nha. Rồi các bạn dùng khăn ướt lau cho nó nguội nha. Đó như vậy nó thành hình rồi đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cát ra nha các bạn. Go.
bây giờ mình đã uống thành được một cái vòi rửa tay hoặc là vòi sen gì cũng được các bạn. Các bạn thích làm vòi sen hay là vòi rửa tay gì thì tùy nha. Đó, bạn thấy không? Nó cứ ngắt mà thấy bạn thấy không? Không có mớp bao nhiêu các bạn, nó chỉ mớp một ít thôi nha. Đó. Còn cái chỗ này là lúc nãy mình sơ ý làm ngã vô cái chảo. Cho nên nó hơi bị chảy một tí ngay đây nha. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích đó, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ kênh của mình để phát triển nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.